Xin chào các bạn và anh em. Bây giờ em sẽ bóc hộp con Soup Vivox VK2012 Fan Plus này. Xong rồi em sẽ test nhà để cho các bạn và anh em thưởng thức cái chất âm đến từ con Soup này. Đầu tiên là em sẽ bóc hộp. Đóng gói rất là chắc chắn. Rất là nhiều lớp luôn. Cho một con súp có 2 lớp cùng. Các bạn em cứ yên tâm là mình nhận hàng luôn luôn ở trong tình trạng rất là nguyên vẹn nha. Đầu tiên đọc hộp con này cho các bạn và nhóm xem đó. Ở trong này có một cái lớp túi để bảo vệ. Bây giờ em sẽ nôi nó ra nhá. Nôi nó ra để cho các bạn và nhóm chiêm ngưỡng vẻ rất là đẹp. Nhìn bây giờ sẽ bắt đầu thấy đẹp rồi này. Súp này có một cái chân đứng này, cái chân này thì các bác chúng ta có thể lắp đây, lắp luôn này. Em sẽ lắp luôn cái chân đứng này để cho các bác anh em xem nhé. Trong có một cái dây nguồn, một số hết rồi. Trong con súp có mỗi thế không? Bây giờ bọn em bắt đầu bắn vít vào cái chân, rất là chắc chắn, đứng rất là vững. Vâng. Chào các bạn và anh em cho em vừa mới bóc hộp xong và bây giờ em sẽ mở nhạc thử đánh trên con loa Soup Vivox VK2012 Plus này, xem là cái chất âm đến từ con loa Soup này nghe sẽ ra sao. Và con loa Soup này công suất 500W, bass 30, màng polyplast rất là chắc chắn, gân là gân cao su, rất khó để có thể thoát hơi ra, cho cái tiếng bass rất là mềm. Thì bây giờ em sẽ mở nhạc cũng là test chất âm luôn của loa Soup này. Thì mời các bác và anh em cùng em đeo tai nghe để cảm nhận cái chất âm đến từ con loa Soup Vivox VK2012 Fan Plus này. Các bác và anh em phải đeo tai nghe thì mới cảm nhận được cái và rõ ràng cái chất bass cũng như là cái tiếng súp của con loa này. Và đặc biệt các bác và anh em thấy hay có thể cho em xin một like và một subscribe để động lực những video hay hơn để gửi đến các bác và anh em. Vậy để đi đánh với con Soup Vivox VK2012 này thì em có ghép với một cục đẩy liền vang X7 DAC để phiên bản màu vàng Gold Limited và một đôi loa để đôi loa có cực đỉnh 5 sử dụng bass 25 cho 5 đường tiếng nghe rất là hay. Thì sau đây mời các bác và anh em cùng em đeo tai nghe và thưởng thức cái chất âm đến từ bộ dàn loa karaoke này.
Thì vừa rồi các bác và anh em đã trải nghiệm xong với chất âm đến từ con loa Shure WeWork VKF2012 Plus. Thì các bác và anh em có ý kiến như nào thì có thể comment xuống phía dưới để em có thể biết. Và đặc biệt các bác và anh em nào mà thấy video hay có thể cho em xin một like và một subscribe để một động lực ra nhiều video hay hơn gửi đến tất cả các bác và anh em. Và địa chỉ của bọn em là 107 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Các bác và anh em ở gần có thể qua giao lưu, hoặc không thì có thể đặt hàng qua hai số điện thoại trên màn hình. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video tiếp theo.